giờ là mình sẽ đóng cái sổ mỡ xẹp bụng của cao quanh đi cho khách. Đây là những cái sổ mỡ xẹp bụng này. Sổ mỡ xẹp bụng này thì về trữ bao nhiêu cũng không đủ hết đó cả nhà. Hôm nay hôm qua là đóng mệt mỏi luôn. Và những cái gói này là những cái gói em sẽ lát nữa sẽ tặng thêm. Những gói này sẽ là lưu hành nội bộ thôi. Cái này là detox, mình sẽ uống vào ban đêm nha cả nhà. Detox mình uống vào ban đêm để nó đốt mỡ. Trong cái quá trình mình đi ngủ á, là cái nói chung là cơ thể của mình nó sẽ đốt mỡ rất là nhanh luôn. Đây, thải độc ruột, đào thải chất béo, đốt cháy các mô mỡ cứng, đặc biệt là ở vòng 2, tăng cường khả năng hấp thụ giảm cân. Mình dùng một viên trước khi đi ngủ, lưu hành nội bộ. Nếu mà mắc thì cái này là trị giá của nó là 70 ngàn, nhưng mà em sẽ tặng cho